trâu. Ôi ôm đá nè, cây ôm đá nè đẹp quá nè. Không được giải gì hết, cái cây ôm đá đẹp.
dễ thương thì kìa, như một cái cây cổ thụ mà thu nhỏ. Cái gì nó ra hoa mà bây giờ nó tàn rồi. Ôi cái này chuẩn bị nở bông nè, mai chiếu thủy thơm lắm á. Để ngay bụng cho đẹp em ơi. Ừ. Đúng rồi, cười nha Quỳnh ơi. Mặt phiêu, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, chó quá nhắm mắt lại mặt diễn này. Ừ đó rồi, diễn này che được mặt này đúng rồi. Trời trời trời, nắng quá hả? Nắng quá mọi người, chắc vô quá thôi. Cây này anh nè, Phương ơi. Anh cái khúc cây này nè anh nè. Đó, giờ về đây á. Đó, cái lòng của cái cây nó rộng hơn. Chị chơi quá ha. Mấy mây đẹp ghê, nó sưu tầm được các bạn mây đẹp ghê. Đây là cái cầu tuột của mấy đứa nhỏ chơi thường ngày nè. Bỏ nhạc gì đâu á. Hình ảnh những gia đình dẫn nhau đi chụp hình rất là dễ thương. Đây bà. Dễ thương ghê. Bố ơi. Nhạc gì kỳ cục.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.